Xin kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ hai trong chuỗi 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Thời tiết cả ba miền đều có mưa ở một số nơi, tuy nhiên lượng mưa không lớn và thời gian mưa không nhiều nên thời tiết vẫn tương đối thuận lợi cho hoạt động vui chơi và du lịch. Dự báo thời tiết ngày mùng 3 tháng 9 ở khu vực Bắc Bộ trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 32 cho đến 35 độ C. Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ nằm trong hình thái nắng nóng vào ban ngày, nhưng chiều tối và đêm khả năng có mưa rào và dông ở một vài nơi. Thời tiết và diễn biến bất thường là điều kiện thuận lợi cho dẹp sáp phát sinh gây hại cây na. Dẹp sáp tập trung chích hút trên lá và quả, làm cho lá bị quăn, quả bị chai và không lớn được. Nếu dẹp sáp tấn công vào giai đoạn quả non thì quả thường bị rụng. Còn nếu tấn công vào giai đoạn quả đã phát triển thì quả sẽ mất giá trị thương phẩm. Bà con cần chủ động các biện pháp phòng trừ dẹp sáp cho na như sau. Trước tiên, khi phát hiện có nhiều dẹp tấn công trái thì cần cắt bỏ những trái bị tấn công mạnh, đem đi tiêu hủy. Có thể dùng túi bao quanh trái để hạn chế sự gây hại của dẹp. Ngoài ra thì nên phát triển và bảo vệ các loài thiên địch của dẹp trong vườn như là bọ rùa và ong ký sinh. Trồng xen canh các loại cây trồng xua đuổi dẹp và thu hút thiên địch, hạn chế sự tấn công của chúng lên cây trồng chính. Và như thường lệ, trong phần cuối của chương trình sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng vào ngày mai. Kính mời bà con cùng theo dõi.